chịu nè. Đây. Con đi chay. Hai giờ nó kêu 2 giờ qua nhà nó, qua nhà nó ăn dinner. Thôi má nó mà đi về rồi, đi chủ nhật, về chủ nhật luôn rồi. Mà nói mới mắc cười chứ đi ăn dinner mà 2 giờ chiều, con nói có lộn không nhỉ? Đó là ăn trưa. Là mẹ nó ở nhà chỗ đúng không? Không có. Xong nó nói nó qua sớm xong rồi. Xong rồi đi. Sớm quá vậy? Mới có 8 giờ tối à? Có phim. Cái sao đúng là nó ngon hơn đó nè. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp, quá xuất sắc. Cái gì? Tối nó không ngủ hả? Không chứ, ngủ ít thôi chứ không ngủ. Làm chim mà thích để. Rồi xay. Xay thôi đừng xỉn. Rồi, để gắn gì nữa.
gì á, con lấy cơm mì gì á bắt bắt lên. Uống nhiều quá vậy. Chúc ông uống cái đít ông lên. Đúng. Đít nhỏ. Curry, mì trộn, mì xào, chả chiên. Cái này không biết gọi là gì. Hả? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Đây là nho nho. Ai gọi điện thoại? Ai biết không? Có điện thoại kìa. Cuốn chuối với bưởi và nước ngọt uống cho sâu răng. Cái cà phê này gãi hoài mày. Cà phê gãi hoài. Sứ đại ca. Sứ đại ca. Hello. Hello sứ. Hello. Hello. Xoay cái đầu đi. Sứ lắc cái đầu đi. Anh phê này. Anh phê chân ngắn nhảy lên khó quá hả? Hello, sứ. What? 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 À! Đây là mâm cúng. Có bánh xèo. Bánh xèo chay, cái này toàn đồ chay. Bánh xèo chay, curry chay, mì xào chay, nước mắm chay, đồ chua chay. Nước chua mà là mặn đó. Hả? Chưa có mặn đâu, biết đâu có bỏ mắm mà. Ờ, chả chay. Cái này không biết là cái gì mà cũng chay luôn. Cái này giống như vậy. Để hai mỗi thứ hai cái cho nhìn nó nhiều. Nho nho chay, rau chay, chà chay, bánh mì, nhà cũng chay. Coca-Cola chay, chuối chay, bưởi chay. Quà một nhà, nhưng mà quà này là cưng ơi là cưng. Chích quà này hơn. Chích quà này hơn mà quà này quậy quá. Quà hiền đâu? No, quà không hiền mà chỉ không có quậy. Ồ, cô cưng biết cưng. Cô cưng biết cưng. Nằm yên một cục à. Thì hòn kho bên cạnh là gửi. Trời ơi, ngon quá, bánh xèo ngon dễ sợ luôn á. Đóng dễ sợ. Quán bánh này là có mèo đổ được phải không? Dạ. Yeah. Cao cao. Ngon. Nước mắm chay cũng ngon luôn. Ngon chắc nhờ nước mắm. Không, cũng ngon lắm. Nóng bụng là ngon rồi. Cái này rất là có ăn. Review xạo. Chưa ăn mà kêu đã ngon rồi. Làm gì mà thấy hấp dẫn, thấy vô là chấm cái ăn liền thấy không? Cái nước chấm thì là con ta chế. Con lửa. Ngon không Lộc? Ngon chứ. Con lửa không? Dạ không. Lịch sử kiểu Mỹ. Bây giờ mình quay nó, giờ nó quay là trả thù phải không? Quay xong rồi còn phải làm nhanh lên gì đó. Còn nhiều ý kiến đồ ăn sao? Tới chuyện nhỏ, coi đó là chuyện nhỏ thôi mà. Ừ. Không biết đâu. Con mèo này nó chịu khó, nó sắm người chơi. Yeah,
con có cái drone bay trên trời nữa. Khi nào mà cô Thanh muốn đi đâu á, nói con đi theo con quay. Trời bay trên trời vui đấy nha. Dạ, yeah, nên mà sợ con dám đi theo Thanh đi ra về giữa hồ á, thay dìu. Thì con đâu có cần đi đâu, con ở trong này con thay dìu, thay dìu nha. Dạ. Theo tính để tính chưa đi, thay dìu mà gió nặng quá này qua cô Thanh xách dìu ra hồ chạy quá trời quá đất luôn. Chạy tới chạy lui với tập thể dục mà nó bay lên được tính trời này nó. Mà băng nó sắp nó rẽ cứ thế nát kìa. Nhưng mà kỳ này không gắn chạy nhanh, tại vì sao? Tại vì nó chưa có tuyết, nó phủ ở trên, nó thành ra nó trơn quá, rồi đi chạy nhanh, nó té cái quạt. Mẹ mình lấy bánh, hay là lấy mì, lấy đó. Nói chuyện với con sữa, ở đấy giống như là nước đổ đầu dịch vậy á. Chứ không sao, không là một nước đổ đầu dịch lắm. Nè, hả? Thế cái gì nó mới nguội như nào? Đổ đầu dịch lắm, đổ sữa hồi. Đổ đầu dịch lắm. Sữa tới ai cũng chê hết á. Lì quá hả? Lũi lũi đi em buồn đi. Nói cho nó biết nha. Biết không? Biết. Biết. Sữa ơi. Cái chó này là vô nhà này được cưng sướng quá chứ rồi. Mẹ nói thật đó, mẹ chết ngay bây giờ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến đây hay là? Dạ con tay con trên YouTube. Ờ. Mát con này. Hết tập trong đến buồn. Sai được quá, ngủ không có được. Trời ơi, mà má đang nói còn hò vậy. Trời ơi. Mấy năm lâu mà. Trời ơi, nghe nó lâu vậy. Không mở quà. Anh làm ăn gì? Anh là cà phê sữa hả? Sữa. Cà phê. Làm nhóm mua cho đá. Làm nhức đầu, mua đá. Đá. Đó, mua lá, mua lá chơi cho nó mệt, mua bột bắp nó không có cái lời. Đây là bột bắp không hả? Dạ, bắp đây vô. Mua mấy cái cà phê mà nó cảm thức ở Nam Mỹ á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.